Rồi đây là các công thức của bạn Trang. Bạn hỏi ha, thì trước tiên trắng hay không thì em sẽ phân tích cho cả nhà mình xem. Tự cả nhà mình nhận định coi trắng hay không ha mọi người ha. Thì ở đây bạn hỏi là xù, đờ nao, bóp, emon, nhật vàng, giác đỏ, AC, xâm vàng. Thì tất cả những cái nguyên liệu của em này là Thái, hàng Thái loại 1 hết nha cả nhà nha. Đó, thì đây là một cái nền kem phôi mặt, là cái nền kem cốt, kem dưỡng trắng. Nó là dạng, nguyên cái đống này nó là dạng kem dưỡng trắng cả nhà ha. Còn Muôn Thuở, Việt Lan thì hai cái thằng này nó là dạng kem tẩy, tẩy ha cả nhà, tẩy lột, tẩy bông da đó mọi người ha. Rồi viên dầu, ba viên dầu NNO thì cái viên này bỏ vào trong kem, nó giúp làm cấp ẩm cho da, mềm da ha. Rồi bạn hỏi tiếp nha. Whitening nó là một cái dạng dưỡng của Thái, dòng dưỡng thể lưu sành của Thái nha mọi người nha. Cái này thì nó quá quen thuộc rồi. Rồi kích alpha ha, kích alpha arbutin, nói chung là alpha arbutin hoặc là serum alpha arbutin thì nó là cái dạng kích, nó cũng nằm trong cái nhóm dạng lỏng, dạng lưu sành, dạng lỏng. Thì một khi mà mấy bạn đánh hết nguyên cái đống kem cốt này mà mấy bạn không có cái thành phần kết dính làm dẻo kem mà mấy bạn bỏ dưỡng vô vào thì kem của mình nó sẽ bị tách nước ha. Nếu mà mình đánh cái kem phôi mặt này không, hoặc là mình xức trực tiếp mấy cái hộp này không thì nó không sao. Nhưng khi cái này mà mấy bạn bỏ vào cái dưỡng vào thì công thức này nó sẽ bị tách nước ha cả nhà ha. Tại vì kem cốt mà mấy bạn bỏ dạng lỏng vào nó sẽ làm bở kem, tách nước kem. Mình phải có cái thành phần làm dẻo kem thì nó mới không có bị tách nước nha. Đó là cái công thức này bạn hỏi.